Bây giờ thành phố hai vợ chồng định cư vắng người. Ngày xưa, thành phố Kharkiv là trung tâm của các tuyến thương mại Âu Á. Đúng ở đây là nơi thân dấu nhất Việt Nam, Phạm Nhật Vượng, nền con nghiệp, nhiều lãnh đạo mafia Việt Nam và ông trùm bóng tối của thị trường lớn nhất châu Âu. Bây giờ thì 1/3 dân chạy chạy vì Kharkiv nằm cách biên giới Nga chỉ 50 cây số thôi, tức là vùng gần chậm chuyến vô hạn. Nếu được gặp người biết ngài đó là xếp hàng chờ nhân đạo. Hai vợ chồng thì lại ở nhà vì quốc huy đất nước Ukraine là đinh bạc, trong đó được mã hóa từ vua la, phải hiểu nhủ bốn từ cho một chiếc khế y muốn tự do và thoải mái. Chúng tôi thích tự do thoải mái như dân Ukraine thật này. Còn thành phố thiếu người trở thành nơi được hít thở đi lại thoải mái hơn trước. Chắc là các bạn nó ở Việt Nam mỗi nhà ấy cũng có là tình hình riêng. Lúc là hai vợ chồng nghỉ ngơi thì là chồng chẳng hạn thì là uống rượu, vợ thì là nó chồng con. Nhưng mà là ai nào cũng là cũng chắc là thích là biết là Tây là làm như thế nào. Sơn chẳng hạn thì là này làm việc dùng máy vi tính này chẳng hạn. Bà béo bán bạn béo bên mái bể. Còn vợ của Sơn thì là nó khác nữa, là cũng có việc riêng đấy, thử xem. Tôi thậm chí xoay sở để mang đồ đạc ra khỏi nhà bố mẹ nơi phá hủy, rồi những quả đạn pháo bay vào những ngày đầu của chiến tranh. Chúng tôi đã kịp chuẩn bị nhà trước khi thời rốt rét bắt đầu, nên quyết định giải lao tâm lý. Như người ta nói, bỏ gánh nặng từ vai xuống, bằng cách du lịch khắp nơi thiên nhiên đẹp miền núi phương Tây Ukraine để xem đồng bào chúng tôi sống xả chan chuyện như thế nào. Các bạn, hai vợ chồng chọn thời chiến tranh đi du lịch gọi là Tây du ký kiểu Ukraine. Này các bạn ạ, thành phố đầu tiên hai vợ chồng sang là thành phố Ivano-Frankivsk. Thành phố này có một hồ rất là đẹp ở trung tâm thành phố, nhiều hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội. Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội cũng có một là hòn đảo gọi là Tham Du ở đấy. Còn ở đây cũng có hòn đảo, nhưng mà hòn đảo tên là hòn đảo tình yêu. Đấy, rất là đẹp, cứ xem. Hay cầu, cầu lên hòn đảo tình yêu. Như Hồ Tây Việt Nam rất nhiều là thanh niên nó ngồi ghế này ôm nhau. Con đảo này cũng vậy, người yêu sang đây chơi nghỉ ngơi đẹp lắm, nước sạch sẽ đó. Cứ xem xung quanh đảo. Thành phố này thì là rất là yên tĩnh thời chiến tranh này.
Nhưng mục đích lưu trú của chúng tôi không phải là thành phố. Vì thế hai vợ chồng đi thăm thị trấn Yaremche để chiêm ngưỡng cảnh quan của dãy núi Karpaty, vùng một dân tộc ít người Ukraine Gutsuwi định cư. Này các bạn này, đây là miền núi ở miền tây Ukraine, miền này gọi là Karpaty. Đấy. Ba hôm chơi trên núi Yaremche, hai vợ chồng lại về Ivano-Frankivsk vào nhà các bạn, nghỉ, nói chuyện, chơi đàn, chuẩn bị đi tiếp sang vùng Zakarpattia. Này các bạn ạ, hai vợ chồng lên núi này. Đây là thị xã Mezhgorye, Mezhgorye, miền tây Ukraine này, núi Karpaty này, đấy, thị xã này, như vậy này, nó bắt đầu là tuyết rơi là gần 3 hôm nay. Chung là kiến trúc này kiểu Zakarpattia này nó xây bằng nhà thờ bằng gỗ này nhỏ như thế này, ngày xưa xây bằng gỗ toàn gỗ đẹp các kiểu miền đồng. Vợ chồng lên núi đấy, ở dưới này đấy, thị trấn này Mezhgorye, đấy, lên núi bằng cách này tự động. Nhưng mà hai vợ chồng lại thích đi bộ cho nó khỏe. Sơn lên 46 tuổi vẫn khỏe, chả có vấn đề gì cả, vì là hai đi bộ ở chợ Barabasov và Kharkov. Công đoàn Việt Nam nói đi bộ thì lười quá, thế mà đi một tí số vẫn mệt. Đấy. Kaliba khoảng kiểu Ukraine đấy, nó xây bằng gỗ này, chân núi ra cho người đi xung đi qua ấy được dừng lại ở đây vào ăn không. Này các bạn ạ, đây là quán kiểu Ukraine gọi là Kaliba. Ở trong quán ở giữa thì là có một lò bếp này, đấy, để nướng thịt. Còn khách này ngồi xung quanh. Đấy. Bây giờ nó là mất điện rồi, chiến tranh.
Thank you.